Anh em chúng ta đang có ở trong cái giải đấu là bang hội nội bộ bang hội tình anh em 1-1 solo 8x đồ tân thủ full 3. Rồi, một đại diện rất là mong chờ, một cao thủ phái đường môn Minh Anh sẽ tái đấu với lại đang về lên đấy. Ok, đào chiến thôi ạ, đấy thôi. Phê lại là Thiếu Lâm các bạn ạ, rất nhiều khả năng là sẽ tụt một phát hết mana ngay bây giờ thôi. Mana đâu, mana tăng lên rồi. Hay là chi bằng đằng nào nó cũng hút, à hút không hết rồi bạn ấy, nhưng mà cái yếu quyết 45 hồi khá nhanh đấy, một phát nữa thôi. Phê ơi, tranh thủ thời gian đi, không nó hồi quyết 45 là đứt đấy Phê ơi. Thập phương câu diệt rồi. Thập phương đấy là build tăng hội công đấy các bạn. Nguyễn Thủy rồi, Phong Lôi rồi. Khô Lỗi Hương rồi. Cái Khô Lỗi Hương này nó không liền mạch lắm, cho nên nếu như các bạn dùng ấy thì nó nên kết hợp với một cái chưởng khóa định thân hoặc là điểm huyệt để nó đứng đấy chẳng hạn, thì cái thằng ý nó sẽ ở trong phạm vi lại bay về nhà chính thôi. Đây là một cao thủ thực sự đấy các bạn, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch đấy. Ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch đấy, Missy Minh Anh nhá. Còn nộ mà, còn liên nỗ mà, mình thấy còn liên nỗ mà. Nộ căng đét này anh em. Ôi dùng hơi muộn rồi, trời ơi. Dùng sớm tí nữa phải ngon không? Cái đấy nổ 20 giây cơ mà, 20 giây nó nổ mà. Rất là tiếc nha các bạn, hơi có thể là trận này Minh Anh hơi cóng nha các bạn. Cũng hy vọng thì hợp với pha nó như thế nào. Cái liên nô này nó sẽ tồn tại đúng 20 giây mà cứ một lúc thằng Thiếu Lâm lại mù đấy, không Thiếu Lâm lại bị mù. Mà thằng Thiếu Lâm nó phải để dành để nó dùng kim cương bất hoại, nó sẽ không giải nộ bằng cầu 30 đâu. Đó, như các bạn có thể tận dụng cái này. Lại đang phê nha anh em, trợ hiệp 1 là phê win một nháy. Một nháy. Đó. Hai bên hồi skin. Thiếu Lâm này thì chắc hồi chỉ có 5 phút thôi các bạn. Đường môn nó cũng vậy, nó không dài như cái hai cái hồi sinh của thằng Kim Túc với thằng Minh Giáo. Đây, phê đây các bạn. Phê máu đang bao nhiêu? 73k%. Đồ thì nó chỉ như vậy thôi, cũng sàn sàn như nhau cả. Máu hồn thì đương nhiên không có rồi. Phía Minh Anh thì sao các bạn? Cái chiến thuật của Minh Anh vẫn như cũ, nhưng mà nó khác một chút xíu là cái tính toán của Minh Anh chưa được hợp lý. À không phải là chưa được hợp lý mà chưa đủ thì máu hết mất rồi. Đây cùng xem Minh Anh nha anh em. Rồi. Đó. Cảnh báo auto chicken ấy, bạn vào mục cài đặt thì chọn xong bỏ cái âm cảnh báo đi là xong. Hoặc là bạn xóa cái file music ở trong ổ giải nén ấy. Những cái ác như thế này nó mang vào giải đấu nó khá là công bằng, nhưng mà nó cũng hơi thiệt thòi cho một số phái, hơi thiệt thòi một số phái nhất định. Trong thời gian hồi giờ kêu không em ơi, thì nguyên tắc là phải chờ hết cặp đấy đã em ạ, nó đỡ loạn đầu.
Còn 5 phút nhưng thực ra chả 5 phút đâu mà. Máu của thằng Đường Môn thì có chưa đến 50k, máu của thằng Thiếu Lâm là 73k các bạn. Ăn viên độc. Đường Môn này đi độc. Một viên giảm kháng, hai viên. Một viên thôi. Cũng khá là thú vị nhé. Sẵn sàng rồi. Thế nào bên kia thế nào? Em ok rồi, Minh Anh ok rồi. Lâu lâu mới xem được những trận như thế này. Trận như thế này chỉ khiến chúng ta hồi tưởng về thời FPT xưa đấy. Cái thời ngày xưa, cái thời chưa có nghị quyết 80 ấy. Rồi, bắt đầu thôi các bạn ơi. Trận thứ hai đây rồi. Trận thứ hai Minh Anh sẽ khiêu chiến nha anh em. Trận 1 phê khiêu chiến thôi. Lấy này. Hiệp thứ hai bắt đầu nha, lên thôi. Lên những cuộc vui này thì à, lên trận đấu vui vẻ như này thì nó rất đơn giản thôi. Nhưng mà có những trận đấu nó to hơn, nó bự hơn mà NTM cầm còi ấy, thì vớ vẩn là cái bên nó cũng giống như các bạn chơi VR ấy, cầm 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 gậy nó còn run 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 này, thì bây giờ cầm chuột nó cũng run run như thế. Nhưng không sao, tập dần đi nhá. Nên tham gia những cái giải đấu như thế này, chúng ta luyện cái bản lĩnh. Trời ơi, nắng Minh Anh một đều nhé các bạn, rất tuyệt vời. Một đều. À, PT và gái. Các bạn biết khi mà bật thập phương câu diệt lên ấy, phong lôi vạn quân ấy, và nhuyễn bỉ nhất thể lên ấy, nó nổ đam mà hôm cái ác thiếu lâm của mình mà nổ đam trong 5 giây đã chết rồi. Mà cái ác thiếu lâm của mình 800k máu. Trong khi thằng Đường Môn đấy nó bật, mình đúng mình nhớ không lầm thì nó khoảng tầm 5 giây thôi mà đứt rồi. Rồi trận thứ ba nhá. À, bao giờ có giải boss á? Giải boss thì là tùy theo các boss thôi chứ anh như là bên, bên tổ trọng tài, bên tổ va thôi chứ. Còn các boss thích giải thì báo anh thì anh là tổ chức thôi chứ còn. Nhập này hay đấy. Đường môn nó là một phái sốc đam. Mà chỉ sốc mà nó gọi là nổ tung đam thì hợp đúng hơn. Nhớ lại cái hôm mà mình dính 230k máu nhảy lên ấy. Nó nổ đến cái mức mà gọi là mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Làm xoạch phát chết. Cứng cựa không kịp bật cái gì, không bật kịp bật bạch vô, không kịp làm gì hết cả. Nên đánh nhau với thằng Đường Môn nha các bạn, phải hết sức gọi là đừng có chủ quan nha. Nó có thể nổ bất cứ lúc nào mà chúng ta không biết được. Không biết được đâu. Khi nổ lên cái skill của thằng Đường Môn nó có phần trăm cộng thêm khi mà cái nổ đam đó được diễn ra. Tức là ví dụ bình thường nổ đam 100k chẳng hạn. Có cái phong lôi vạn quân ấy, nó lên 200k, đồng thời nó cộng thêm phần trăm ở cái nổ đam đó nữa. Thì đâu đó nó khoảng tầm hơn 200k. Đấy là để các bạn hiểu vì sao là nó có cái sự nổ đam như vậy ở cái trận của mình ý. Vãi cả tổ va.
À, chúng ta cùng xem nào. Ok này, trận cuối ai muốn chưa chiến hỏi nhá, cho quyết định. Ok, lên này. Chưa xong à? Chưa xong. Ok em, thoải mái mà. Minh Anh còn 1 phút nha các bạn, à, tranh thủ làm mình biết cả. Nghiền quá mà dịch không có mua máy được. À, nhiều ông cứ bảo là cái giải đấu này 9 giờ xong, mình thật tổ chức một giải đấu ra nó tốn rất nhiều thời gian và mệt mỏi. Đây là có người set up cho rồi đấy. Tỷ số đang hòa nha, trận này rất hay đấy. Lấy nào anh em, chiến thôi. Chiến. Bắt đầu các bạn, hiệp thứ là thấu thứ ba nha. Tỷ số đang hòa 1-1. Chúng ta cùng chờ xem là Phê có cải thiện được tình hình sau cú sốc đam vừa rồi không. Liệu có chút gì đó run tay khi mà ăn một cú poker như vậy không? Hai 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 Niêm hoa chỉ bi pháp của Phật môn. Nộ 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 hết mana rồi. Làm gì tiếp theo đây? Hàn sa xạ ảnh rồi, mù rồi, mù mù. Hay lắm, cứu được phát Phật Phật ấn. Nhưng mà ôi dồi ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ơi. Tuyệt vời các bạn. Tuyệt vời nha anh em. Tuyệt vời. Phổ độ đã cứu cho Phê một mạng nha các bạn. Còn ông nào mà không biết vì sao mà Phê lại win thì hãy nhớ nhá, phổ độ đã cứu cho Phê một mạng. Khô lỗi hương chưa kịp nổ. Đấy các bạn, Phê đã vào vòng tiếp theo. Rất là tiếc khi Minh Anh phải dừng bước ở vòng này. Phê đã vào chung kết nhé các bạn. Rồi, BT đi. BT thì anh mới nói chuyện được với em chứ.